Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất trên kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mới có tên là Contraband Police. Đây là một tựa game mình thấy rất là thú vị, cũng giống như tựa game Accident đợt trước mà đã từng chơi nha các bạn. Và bản game này mình đang chơi hiện tại là bản demo. Thì tựa game này dự kiến sẽ bán vào cuối năm 2020. Và hiện tại là mình vẫn đang mong chờ tựa game này nó ra mắt hả các bạn. Game này nó nói về mình là vai một anh sĩ quan. Và nhiệm vụ của mình là mình canh gác những cái đồn biên giới á các bạn. Mình cần phải rà soát những con xe nó chở hàng qua. Tại vì có khi là nó chở hàng lậu, hàng trái phép, hàng cấm, các kiểu tùm lum hết trơn luôn. Và nhiệm vụ của mình là mình cần phải lục soát những cái đó ha. Nghe rất là thú vị đúng không các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vô game thử xem như thế nào ha. Thì đây là bản demo mình chơi thử thôi, cho nên là nó chỉ cho mình chơi được hai cái thôi, ngày 1 và ngày 2 ha. Rồi, vô ngày 1 nào. Rồi, hiện tại là mình đang đi Karikata Border Crossing Akaristan à. Nó kêu mình dậy đi, sắp tới rồi à. Đây là anh sĩ quan đang chở mình đi ha các bạn. Ok, đồ họa game cũng khá là ổn. Mình đang ngồi trên một con xe và anh này đang chở mình đi. Có vẻ như đây là ngôn ngữ Nga nha các bạn. Mình thấy có vodka rồi kìa. À, các bạn nghe cái ngôn ngữ nó nói không? Nga đó. Nó sẽ tải đi luôn nè. Ông khuyên mình là mình tốt nhất thì đừng có làm giống như thằng Ronikov, nghe lời cái ông chỉ huy ở phía trên đi. Tội nghiệp cái thằng đó, thằng đó chỉ muốn kiếm thêm một ít tiền thôi. Có vẻ như là thằng đó nó cho những cái con xe chở hàng lậu á đi qua cái biên giới này, và sau khi phát hiện ra thì nó bị đuổi việc hay là nó bị phạt. Cho nên là ông kêu mình là tốt nhất là nghe lời đi. Rồi, tới đây nè các bạn. Bây giờ đi xuống ha. Rồi, bye bye. Ôi, ôi, con xe này dễ thương mà. Con xe này cái con gáp gì nè các bạn. Con xe cô teo thấy xe khá cổ rồi. Mình check đây con xe này nó có cái túi đồ nè. Rồi đóng cửa lại. Đó, xe dễ thương vậy. Rồi bây giờ đây. Ôi trời 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 ơi thằng quỷ. Nó lùi một cái hết hồn luôn á. Tên ông này là Andreev. Mấy cái tên này tên tiếng Nga mình đọc không có đúng các bạn đâu không cảm hả. Kêu sao mình đọc vậy. Rồi bây giờ mình đi tới cái dấu mũi tên này. Ở đây có vài anh nè. Đó mấy anh sĩ quan canh gác ở đây nè. Đó, hello anh. Xin chào sĩ quan Kowalo hả. Ok bây giờ mình đi qua cái văn phòng này để mình lấy giấy tờ đúng không. Đó đây là cái đồn biên giới nè. Đồn đó có xe tới đây kìa. Ok bây giờ mình vô đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình bấm nút tab lên. Có cái border control đây nè các bạn. Đây là cái quyển sổ tay. Và từ cái quyển sổ này mình sẽ check ha các bạn. Đầu tiên là mình check name và surname, nghĩa là họ và tên, xem có đúng hay không. Tiếp theo là check cái ngày hết hạn của cái hộ chiếu. Rồi tiếp theo nữa là mình check cái số hộ chiếu, passport number nè, đây nè. Rồi và cái stamp này là cái con dấu, dấu mộc của từng cái khu vực trong này, thành phố, đất nước á. Tiếp theo nữa là paper background, mình cần phải check xem là cái phía nền nó đúng cái giấy là như vậy hay không. Ồ gắt vải rồi. Cái loại xe phương tiện này là phương tiện gì nữa. Rồi tiếp theo nữa là cân nặng của xe, nó có một cái chỗ giống như là để đo các bạn, cái bàn nâng á, check xem là cái mặt với cái hình này có giống hay không. Rồi tiếp theo là check cái số đăng ký biển số xe nè, rồi thùng hàng trên xe xem là nó có chở hàng cấm hàng này hay không. Và có một số con xe nó chạy vô đây với một cái tình trạng gọi là bị hư hại này kia, giống như là hư lốp nè, rồi hư này kia, thì mình cần phải báo cáo lên là con xe nó bị như vậy ha. Và thường thường thì có một số cái thì nó sẽ không cho phép thông qua cái này đâu. Đó đây, bị bể kính nè, bị bể đèn nè, rồi mất gương, mất cái cản trước, mất một cái phần thân xe, mất cái đèn bên trong. Nói chung là có một cái lý do gì đó ha. Và khi mình tìm được những cái món đồ này bất hợp pháp này thì mình cần phải báo lên. Đây nè, dao, rồi cái cây baton, rồi cây rìu và cái đạn. Có rất nhiều đồ luôn. Đó, mình cần phải lục soát trong này. Nó sẽ giấu đồ ở trong này. Hay vậy các bạn. Bên ngoài này nó giấu cái này nè. Rồi nó giấu trong này, nó giấu hàng trắng trong này nè. Nó giấu bột thần trong này nè, trong bình xăng luôn nữa. Cắt. Này trong vỏ xe cũng giấu được luôn ha. Rồi, những cái thùng đồ này nó sẽ chở đồ, chở tiền này kia.
đó, thùng dầu rồi thùng phi các kiểu, rồi những cái túi chở đồ này luôn, mấy cái túi nó giấu trong bồn cầu luôn kìa, đỉnh vậy. Rồi đây là những cái quốc kỳ của những cái nước đúng không, những cái gọi là mẫu tem chứ nhầm, mẫu tem đúng rồi, Afghanistan nè, rồi bên này là United cái gì để cái tên Republic of Kyrgyzstan gì đó, đúng rồi, Republic of Kyrgyzstan, đây là cái hình con gấu ha. Thì thật ra thì những cái tên này á là nó làm khác ở ngoài đời nha các bạn, không có giống đâu, cho nên nó hơi na ná thôi. United Rally nè, đây là những cái nước ha, và nó sẽ đi qua bên chỗ của mình cần phải check xem là đúng hay không. Rồi đây là cái mẫu xe, xe thì cũng không có giống ngoài đời luôn, cái tên nó không giống nhưng mà trong hình thì khá là giống. Nói chung là không mua bản quyền đó các bạn, mấy con này thì mấy con gát này kia, nhưng mà trong này nó để được cái tên khác ha. Rồi ok hết rồi đó, bây giờ mình sẽ ra mình check xem con xe đầu tiên. Ôi, đậu xong cái tài liệu đó mình lú luôn á. Đây là các bạn nâng nè, còn mời con xe tiếp theo vô. Nhiệm vụ này của mình là chỉ có 3 con xe này thôi ha. Rồi hello anh trai, ok, và bây giờ mời anh đưa tài liệu để mình kiểm tra xem là có đúng hay không. Rồi đầu tiên là check cái mặt anh này nè, cái mặt này khá là giống ha. Mình check cái tên xe với lại tên cái passport này xem có giống hay không, cái hộ chiếu á. Rồi mình report xem là cái nào xong rồi mình sẽ check ha các bạn. Nếu mà đúng thì mình check cái này nè, còn nếu sai thì mình sẽ check mấy cái khác, mình đánh dấu được luôn nè các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo là mình check cái vehicle type xem là con xe này tên là Zayvet đúng không. Đây nè, Zayvet đúng con xe này không. Rồi đúng con xe này. Tiếp theo nữa là mình sẽ check tới cái ngày hết hạn của cái hộ chiếu này là đây, 12 tháng 3 1982, và mình phải check cái ngày này với cái ngày hôm nay hiện tại. Ok hợp rồi, đây là ngày sinh nhật anh này, ngày sinh 1928 nha các bạn. Ok tiếp theo là mình check đây, cái này mình nghĩ là mình ok, passport number là cái này đây, thì bây giờ mình check xem là như thế nào. Con này không check được cái phần passport number này rồi đúng không, tại vì đây check ở đây trùng với cái entry permit nhưng mà mình không có, cho nên mình không có check được cái phần này. Các bạn thấy nó còn một cái entry permit đây này, nó còn một cái bảng này nữa nhưng mà không có, cho mình bỏ qua cái đó ha. Tiếp theo là con dấu, thì bây giờ mình sẽ check thử con dấu của anh này là Afghanistanska gì đó. Đây không, hình mặt trời mà đúng không, không phải, xem cái hình ở đây đấy, cái stamp này hình mặt trời đúng rồi nè. Rồi đúng rồi, ok, vehicle type thì rồi, vehicle weight, cân nặng ha, cân nặng con xe này bây giờ mình check xem là ngoài đây nó là bao nhiêu. 1230 kg. Nếu mà mình đã có cái đó rồi thì làm sao để mình check được là mình mới vừa đi cân con này lên thử 1230 kg nè. Để mình ra mình xem cái con xe này thử. Con này nó tên là Zayvet đây. Sedan 4 cửa nè. Đó rồi. Hình như nó không cho mình check cái này được, mình check được cái tên với cái này thôi. Thôi coi như là ok, anh này cũng khá là ổn, không có bị gì hết ha. Từ mình kiểm tra biển số cái đã. Biển số là NBH1672AR. NBH1672AR. Ok chuẩn. Cái này mình không có check được tại vì cái này mình nó không cho mình bấm á. Con xe này ngoại hình thì rất là mới nha các bạn. Đây, tất cả đều rất là mới, không có bị có bị bể đèn nè. Khoan, bể đèn, có bể đèn một cái. Broken light một. Bể một cái bóng đèn. Mình cần phải check thật là kỹ như vậy. Vỏ xe ok. Cái cản sau này nó mất đúng không? Mình nghĩ đây nó còn một cái cản nữa tại vì nó có hai cái điểm đấy nè. Khả năng là mất cái cản, missing bumper. Một. Rồi có bể vỏ gì ống kính nè, ok nè. Vỏ xe cũng ok, hơi rỉ xé thế thôi. Gương hai bên có đủ đúng không? Rồi. Đây, nhưng mà trước nó có cái cản nè, phía sau nó mất nè. Bây giờ mình vô bên trong xem thử coi là nó có bị thiếu cái gì không? Con này nó không có đèn bên trong cabin ha. Bên trong xe thì ổn, không bị thiếu mất cái gì cả. Mình có thể check được. Hay vậy.
Rồi còn gì nữa không? Mình nghĩ là mình mở cửa bỏ cốp được luôn á. Còn cái ghế này hiện tại nó chưa cho mình check. Cốp không có gì cả ha. Đó các bạn, phải lục là phải lục cho nó kỹ như vậy á thì mới được. Đây là khoang động cơ nè, cũng không có gì đáng nghi cả. Rồi vậy coi như anh này được phép qua đi ha. Trả giấy tờ lại cho anh. Mặt thì giống rồi đó. Cho ông ta, nếu mà nó hư vài món thì mình có nên cho không? Cho đi không sao đâu, mình đánh dấu thôi. Rồi mời anh đi. Ok, mình được cộng 20 đô cho hai cái lõi mình tìm được và mình có được 70 đô. Rồi, bây giờ gọi con xe tiếp theo. Xin mời, xin mời. Chà, con xe này hơi từ từ. Các bạn thấy bể gương không? À, đưa tài liệu đây. Nhìn cái mặt này khó ở thiệt luôn á. Rồi, mở tài liệu lên. Đây, cái entry permit nè. Thì lúc nãy nó kêu là thằng này không phải là người trong cái của Akastan gì đó. Cho nên là mình nó có phải thêm cái này nữa. Bây giờ mình check cái phần này với cái này. Valid. Ê, hai cái tên này khác nhau nè các bạn. RBIEV, bên này là RDIEV. Còn cái này thì lại giống nhau. Không cho mình check cái này. Đúng rồi, từ từ nha. Xe con này là loại Micro 26D đúng không? Đây. Đây là cái loại con xe như thế này ha. Ba cửa Avenger có một cái roof, cái độ phía trên, hoặc là nó có cái dạng sport, là nó có cái cánh gió phía sau. Thì con này nó có thể tối đa nó nặng được là 8-950 kg. Con này nó chỉ có 550 hả? Rồi để mình đo thử xem. 660. Có vẻ là hơi quá rồi đó các bạn. Tối đa trong cái giấy đăng ký xe này á là nó chỉ có 550 thôi. Passport nè. Sai số luôn nè các bạn. Sai cái passport này, B908 này là B906 ha. Rất là nhiều cái sai. Từ từ, đầu tiên là mình cần đánh dấu đó là cái passport number sai nè. Tiếp theo là nhìn cái mặt thằng cha này với cái mặt trong cái passport. Ok, mặt thì giống đó. Rồi bây giờ đi xét con xe thử ha. Biển số con này là CWW3222ZH. Số đẹp chưa? Rồi, biển số rồi. Ôi, FWW. Con này khác biển số luôn. Đúng rồi, khác biển số luôn. Thằng này đi qua bên kia nó để làm việc. Chắc ngày hết hạn nè. Rồi ok, cái này được. Con dấu này thì để coi nó có Kingdom of AK đúng không? Để mình check xem là cái Kingdom of AK đây. Nó có con dấu này. Rồi, đúng dấu. Nhưng mà có vẻ như là sai cái phần rất là nhiều cái sai. Để mình đi check thử xem là nó thiếu cái gì. Hoài động cơ nữa nè các bạn. Con xe cô teo vậy. À, lớp xe bị bể nha. Bể hai lớp luôn. Đây, hai cái lớp nó xịt ra luôn nè các bạn. Đây nè, đó. Mình có cái đèn pin nữa. Hai cái lớp nó đều xịt hết. Rồi, flat tire hai cái. Tiếp theo là broken broken window đúng không? Đúng rồi. Một bể kính. Đèn thì còn nguyên. Bumper trước còn. Hai bên này thì vẫn còn bánh xe. Kính này nó mới vừa hạ xuống được. Vậy là nó chỉ bể một cái kính trước thôi. Bumper thì còn. Mình vô xe mình xem coi nó có thiếu cái gì không. Tra là phải tra như vậy. Con này không có đèn hả các bạn? Không, nó không cho mình mở. Mình chỉ mở cửa được như vậy thôi chứ nó không cho mình mở cái kiểu kia. Tại vì này là nó là dạng xe hai cửa nhưng mà bốn chỗ ngồi. Rồi coi như con này là nó bị vài cái chi tiết. Để coi thiếu gì nó không. Bodywork, broken cabin lamp thì không có rồi. Hai lớp. Đèn không bể. Nhưng mà có một cái là bây giờ là passport number sai nè. Name với surname là sai luôn nè. Tại vì name thằng này nó không có hợp với cái name này. Mismatch. Và name này nó cũng không hợp với cái name này. Các bạn thấy không? Không có cái tên nào hợp với cái tên nào. Ba tên đều khác nhau hết. Và để xem coi là cái xe này thì đúng mẫu xe rồi đó. Cho nên là ok ha. Cân nặng của xe tối đa là 550 kg. Nhưng mà cân nặng này là nó tới 660 thì cũng không được luôn. Mình báo cáo lên là cân nặng. Rồi ảnh thì ok. Đăng ký xe hả?
cái đăng ký xe của con này là cái phần registration number nè. Compare vehicle license plate with vehicle card and cargo list. Từ vehicle card với lại license plate là kiểm tra cái card này với cái bằng lái, nhưng mình như bằng lái nó không có đúng không? Đúng rồi. Đây là mình có cái bản đồ nè. Đây là cuốn sách thôi, mình check thôi. Mình hình như nó không thể nào cho mình check được cái phần xem coi. Đây. Check với cái biển số thôi, biển số thì cũng sai, đúng rồi, biển số sai. Hàng thì con này không có, có dấu thì ok. Cái nền giấy phía sau hả? Cái nền giấy phía sau con này để xem coi là đúng hay không. Mình không biết làm sao để chắc cái nền giấy phía sau này có đúng hay không, kiểu nó có cái viền hay làm sao đó. Thôi, coi như là mình không biết cái đó, bỏ đi. Photo thì ok, vehicle tape ok. Rồi, coi như nó có rất nhiều cái thì mình có nên cho nó qua không ta? Thằng này nó có nhiều vấn đề lắm, thôi, tốt nhất là không cho nó qua. Ok, trả lại giấy tờ nè nhóc. Mình quyết định không cho nó qua. Đã mà là. Không cho nó sẽ quay đầu lại nha các bạn. Đây, xe sai tên, sai biển số, sai này kia luôn mà đòi qua. Con xe nó xịt hai lớp hai bên rồi. Mình được $190 luôn nè. Ngon. Quyết định đúng đắn, correct decision. Rồi, mời anh tiếp theo. Mình nhớ nãy con xe này là một con xe tải bự đúng không? Con này. Hello. Nhìn mặt anh hơi vàng đó. Chứ sao? Rồi. Thằng này nó trong cái quốc tịch là Afghanistan cho nên không có cái giấy này ha. Còn những người có quốc tịch khác thì có cái giấy này. Đúng tên nè. Con này là cái dạng xe là Varilla đúng không? Đây, Varilla 4x4. Nó là con xe này. Đúng. Rồi, tiếp theo là mình check cái cân nặng con này, tối đa 1.700 kg, đúng. Passport number, từ mình check xem là cái này đúng không. Khuya rồi, con này chở có 1.200. Nếu mà nó quá cái này là chắc chắn trong xe này có vấn đề nha các bạn, rất là hay. Tiếp theo là mình check cái này. Rồi, bây giờ mình check cái gì nữa ta. Registration, cái biển đăng ký con này là WDW 3651 CE, đúng rồi, 3651 CE, chính xác rồi. Cái biển này đúng rồi, nhưng mà mình không có nào để mình check cái biển này cho nó giống như cái kia ha. Thì mình check cái tem. Đây, tem của cái đất nước này là cái Afghanistan đúng không? Đây, Afghanistan nghe nó giống như là kiểu Afghanistan nha các bạn, giống thiệt luôn á. Đây, đúng tên rồi. Này, Nation Nelly nè. Không bắt được trong này ha. Rồi, tiếp theo là còn gì nữa chắc không? Đây, bây giờ là bể một cái đèn hậu phía sau. Đó, bây giờ đánh dấu vô. Con này bể một cái đèn hậu thì broken light 1. Mình ra xem. Mình nghĩ là nó đây nó có một cái phần nó bị bể đây nè các bạn. Nó gọi là cái phần cốp đúng không? Không biết là cái dán xe. Mình coi dán xe được mà đợi một xíu. Mở ra bên trong xem. Không có đồ gì hết. Nhìn mặt mày cũng gian lắm. Để tao coi mặt mày coi giống không. Giống ok. Phía sau này có vẻ như là lúc nãy nó bị bể cái phần này rồi thì phải. Gương còn ha. Cản trước đây đèn bể thêm một cái nữa. Đèn trước đèn sau bể. Thêm một cái nữa đèn. Bây giờ mình check cái con xe này trong cái hình dáng của nó là có đúng là cái hình nó hay không. Bốt 4 nè. Phía sau nó còn một cái phần nữa. Con này nó chỉ có phiên bản là ba cửa là bản thường là con xe nó như thế này, hoặc là bản hai cửa là bản convertible, là cái bản mui trần đó các bạn. Bốt 4 là phiên bản cái này là G đúng không? FVG á. Thì con này là đúng là nó là cái phiên bản độ lại, tại vì nó là phiên bản convertible. Cho nên là con xe này đúng rồi. Nó chỉ bị bể đèn thôi đúng không? Cản trước vẫn còn, bánh xe còn, nó thiếu một cái bên hông này. Bên hông này là cái defected bodywork. Đây. Tại vì nó không có cái trần cho nên nó không có cái đèn bên trong ha, mình không có cái chi tiết đó. Gương còn, bể kính, kính bể. Broken window.
Cái đèn này mình có tính không ta? Cái đèn là đèn à không, cái chữ 44 mình tưởng nó là cái đèn. Rồi coi như con xe này ok rồi. Nó cũng là quốc tịch kia cho nên không có sao cả. Mình mở cái cái nắp động cơ, mở cái gì ngược đời vậy? Mở vậy rồi đập mặt chết là sao? Ok thôi, anh được phép đi đó. Từ lúc mình mở lên mình thấy có một cái hình ở phía dưới. Đây nó có để một cái hình. Đó, có một cái hình nhỏ bên kia đó. Ok đủ rồi đúng không? Bây giờ em trả anh giấy tờ. Cái này đủ hết rồi. Passport number các kiểu, cân nặng ổn luôn. Biển đúng, không có hàng. Mình cho phép, mình tìm được 3 lỗi. Láo, tôi chậu dế vô mặt rồi bây giờ. Cút cút cút. Ồ, đúng rồi nè các bạn. Và mission complete thì mình được thêm 100 đô sau khi mà mình xử lý 3 cái phương tiện đó ha. Rất là hay luôn, mình có thể cho xe tiếp theo vô cứ như vậy á. Nhưng mà từ từ, khi mà các bạn tìm ra được tụi này nó chất đồ bên trong này thì mới là gắt hơn. Bây giờ mình sẽ ra tiếp con xe này. Hello. Nó hy vọng là cái phần kiểm soát này sẽ nhanh hơn, kiểu như là suôn sẻ. Anh này là một người quốc tịch khác ha. Đầu tiên mình check cái tên. Đúng. Được. Ai như thằng kia? Gian dối. Hai cái này Sida, Hút da. Thằng này là Hay da. Cái entry permit này nó hơi sao sao, mình không hiểu lắm nè. Từ từ, để xem coi là cái mismatch này mình không hiểu nó làm sao. Mình check ở đây thì nó được. Ô oh. Wow, từ từ, cái ngày hết hạn hết rồi nè. Cái này là dạng vận chuyển qua ha. Con này là cái con dây vẹt đúng không? Đợi một xíu, tôi check con xe của ông. 1.700, đúng nè. Hiện tại là để xem biển số coi đúng không nha. Con xe này ghê quá. TXB 7402VX. Đúng, hợp lý. Passport number thì mình không có check được. Ở đây đúng nè, rồi coi như là đúng, chỉ bị sai tên thôi. Tên sai xíu thì cũng sao. Sao đúng cái số passport number là được. Mấy này nói chung là cái thời này nó giả mạo ghê lắm các bạn, cho nên mình cần phải cảnh giác một xíu thôi. Giờ thằng này là nó là Republic of Kyrgyzstan. Đây, mình check cái con tem là con gấu này với cái này. Hợp lý, đúng, đúng tem. Tiếp theo là mình check cái gì nữa bây giờ. Cái mấy cái này mình có thể check được nữa thì phải. Nem đúng ha, từ từ xem cái mặt xem đúng không. Nên cho em coi cái mặt. Rồi mặt anh đúng rồi. Tên anh đỉnh á. Đèn trước cũng bị bể nè. Bể một cái. Một đèn. Để xem coi cản trước con xe này rỉ hơi nhiều nha anh ơi. Để test bodywork một cái luôn. Từ phía sau mất cái cản nè. Mất một cái bumper. Rồi đèn thì vẫn ổn mà các bạn. Từ từ, cửa kính con này đâu rồi? Sao mình lại không thấy kính ta? Nhưng mà nếu mà kính vỡ thì các bạn sẽ thấy những cái mảnh kính vỡ. Cho nên là con này hiện tại là mình không thấy kính luôn, chứ không phải là không có kính vỡ, mà là không thấy một cái kính nào cả. Đây, không thấy một cái kính nào luôn. Đỉnh đấy. Anh trai đỉnh đấy. Con xe này, từ từ, cái lớp bên này bị xịt lớp nè. Rồi, một lớp. Broken window thì không có, broken light thì có một, missing mirror. Gương, hai gương đủ. Rồi để xem còn cái gì nữa không. Coi như con xe này cũng ổn rồi. Anh trai này thì cũng chuẩn khá là nhiều chi tiết. Chỉ có một vài phần là mình đang ngờ ngợ là có đúng hay không, là có phải cái kính này nó bị bở hay không. Mình vô bên trong xe mình ngồi được. Không nhìn nó được các bạn. Không có đồ gì hết ha. Rồi, phía sau này cũng không có đồ luôn. Ok, em cho anh qua đó. Tối rồi lẹ thôi. Mà anh đưa tiền thì cũng ok đó anh. Ở đây nhận tiền nha các bạn. Nghe như là Afghanistan đó các bạn. Bye bye. Oh, invite passport. Ê, passport vậy là không đúng, là nó không cho đi nha các bạn. Wow, phía sau này còn xe nào mình nên diện nó luôn. Con xe này nhìn mới lắm. Thử đi. Lâu rồi cũng phải phạm một sai lầm chứ đúng không? Mới làm, ngày đầu tiên mà. Sao con xe này nhìn cái đầu nó cao mà cái đít nó thấp vậy? Chà, xe gắt á. Rồi,
1480. Fatai ci vari su comandino. Hello, hello, blah, 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 hello. Anh nói vậy không hiểu gì hết trơn á. Mà hello anh. Đầu tiên là check tên. Đúng. Passport number mình check ở đâu? Đây. Đúng à, mà nói nói cái kia mình check sai. Đúng rồi. Nè, thằng này đúng quá trời luôn nè. Ồ, rồi tôi biết rồi nha. Thì ra là như vậy. Nè, đúng hết trơn luôn nè. Anh trai này chỉ có chuẩn thôi. Vậy thằng kia là cái mặt nó gian như quỷ. Mẫu xe này là mẫu xe Azam 72. Tối đa là 2000 kg, chính xác nè. Azam 72 đúng nè. Để mình 1400 đúng không? 1400 này vẫn còn được. Rồi xe này có bị hư hại gì không anh trai? Bể đèn mất cái bumper, nhìn là biết luôn. Bể đèn một cái, mất cái bumper một cái. Bánh xe sao cái phụ trước nó hơi cao nha anh. Đây là khoang động cơ nè. Con này như động cơ xe cũ quá sao, nhìn xe nó cổ quá. Ôi, cái ghế lót lại nhìn hay. Ôi, xe này chạy đại gia rồi. Tuy là xe hơi cổ nhưng mà xịn lắm. Nhìn hơn bên trong nè. Rồi bây giờ mình check hai cái đèn vẫn còn bumper sao, còn bánh xe trước sau không bị gì hết, gương còn, kính không vỡ, chỉ có đèn vỡ thôi. Và anh trai này chuẩn rất là nhiều thứ ha các bạn. Ok, em cho phép anh đi. Rồi, chỉ có như vậy thôi đúng không? Đâu còn gì nữa đâu. Coi như là mấy cái phần tên đồ chính xác nè, à ngày hết hạn của cái này. Đúng à. Rồi con dấu, à quên check con dấu, cái gì cũng phải check cho kỹ các bạn. Tại mấy thằng này ghê lắm. Hồi nãy mình nói nhưng mà mình thằng này là Abakari đúng không? Abaka chứ. Đây. Ôi thanh niên này chuẩn quá rồi. Con dấu vehicle type vehicle way photo registration number, chưa chắc biển số. BZC7010BL. BZC7010BL. Rồi chuẩn, xin mời anh qua. Cảm ơn rất nhiều. Anh mà qua được anh dí kia em bắt lại giùm em. Em cảm ơn anh luôn. Đó. Rado tuk xa mano. Cảm ơn. Bye bye. Đó, coi như là mình xong một buổi làm việc để xem hôm nay là mình được 380 đô. Thằng này qua nữa mình được chắc tầm khoảng 400 đô. Tại vì mình bị trừ 60 đô do mình thông thằng kia. Đó, 450 đô luôn. Ok, xong rồi nè. Thế là xong một ngày. Và sau khi xong một ngày thì các bạn sẽ vô đây ngủ ha. Ok. Rồi ok, vậy thì video này mình sẽ xếp bắt đầu như đây ha các bạn. Hẹn các bạn ngày hôm sau mình sẽ lôi tiếp cái tựa game này. Và để xem coi ngày hôm sau mình sẽ bắt được những cái gì trong cái phần này. Ok, thực sự là game rất là cuốn và rất là hay luôn các bạn. Nó cũng hay không kém gì từ Accident đâu. Và tin vui cho các bạn là tầm khoảng 1-2 hôm nữa thì mình sẽ chơi cái tựa game Accident chính thức luôn nha. Là nó sẽ bán game đó chính thức luôn và mình sẽ mua mình chơi cho các bạn xem. Ok, rất là cảm ơn các bạn, chào các bạn. Bye bye.